Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Thị trường kết thúc phiên với một trạng thái tăng điểm rất tốt và nó đi đúng như cái kịch bản mà em đã chia sẻ với anh chị trong cái video của ngày hôm qua. Hôm qua khi thị trường chúng ta có một trạng thái giảm điểm cùng với thanh khoản có sự gia tăng mạnh lên thì nhiều anh chị đã cảm thấy khá là lo lắng. Nhưng trên video của em cũng đã trấn an anh chị chúng ta là ngày hôm nay có thể đầu phiên thị trường sẽ tiếp tục gặp cái áp lực giảm giá, nhưng đến phiên chiều nhiều khả năng sẽ rút chân đi lên bên trên tiếp tục cái đà tăng giá. Và khi thị trường rút chân như vậy thì hành động của anh chị em ta đó chính là mua thêm cái cổ phiếu của mình vào. Thì khi anh chị biết được cái kịch bản rõ ràng như vậy thì ít nhất ngày hôm nay chúng ta cũng không bán hàng của mình ra và gặp phải tình trạng là mất hàng. Và tốt hơn, chúng ta phải tìm được những cái cổ phiếu có những cái trạng thái test cung ở nền để chúng ta mua những cái cổ phiếu đó trong cái phiên dịch của ngày hôm nay. Thì anh chị em ta không tiếc gì một cái like dành cho cái video ngày hôm nay của em. Rất là cảm ơn anh chị. Và thực sự thị trường hiện tại nó mang lại cho anh chị em chúng ta rất là nhiều cái niềm vui. Bởi vì anh chị em ta cầm cổ phiếu, ngày nào chúng ta cũng sẽ có những cổ phiếu tăng giá và chúng ta có những cái khoản lãi. Và thị trường đang bắt chúng ta là phải gồng lãi đúng không chị? Cứ đến cuối phiên là tài khoản của chúng ta lại tăng thêm tiền. Thì thực sự là gửi lời chúc mừng đến anh chị em chúng ta mà đang cầm cổ phiếu. Chúng ta đã kiên nhẫn, chúng ta mua cổ phiếu dọa này và chúng ta bỏ ngoài tai những cái lời hô sập, hô hào bên ngoài kia là thị trường nó sẽ tiếp tục giảm đúng không chị? Thì thực sự là chúc mừng anh chị em chúng ta đã kiên nhẫn và chúng ta đã tham gia thị trường ở dọa này. Còn nói về các nhóm ngành ngày hôm nay thì chúng ta thấy được dòng tiền ngày hôm nay chọn nhóm ngành đó chính là nhóm ngành cổ phiếu của vật liệu xây dựng và đầu tư công. Chúng ta thấy có rất nhiều cổ phiếu trong những nhóm ngành đó bật tăng rất là tốt. Ví dụ nhóm ngành cổ phiếu của đầu tư công, anh chị thấy được những con cổ phiếu của G36 ngày hôm nay nó chính thức nó bứt ra được khỏi cái vùng nền giá đi khá là dài đây đúng không chị, và nó sẽ có nhiều khả năng sẽ tiến về những cái vùng giá bên trên ở khoảng giá 10.5. hay là con cổ phiếu của C4G ngày hôm nay nó cũng tăng khoảng gần 4%. Anh chị có thể thấy được C4G ngày hôm nay tăng khoảng 3,91%. Hai con cổ phiếu của FCN thậm chí nó còn kết thúc phiên trong một trạng thái là kịch trần. HBC, một con cổ phiếu dọn vừa rồi giảm giá rất là nhiều nhưng ngày hôm nay cũng có một trạng thái tăng trần. Thế chị thấy được là trên thị trường ngày nào nó cũng có cơ hội cho chúng ta mua đúng không ạ? Thép thì chúng ta cũng thấy được ngày hôm nay tăng giá rất là tốt, có thể kể đến những con cổ phiếu như SMC này tiếp tục có một trạng thái là tăng kịch trần. Hai con cổ phiếu của TLH nó cũng tăng khoảng 6,31%. Hai con VGS vẫn là ba con cổ phiếu tăng tốt nhất trong ngành cổ phiếu của chứng khoán. Còn con cổ phiếu của HPG, Hoa Sen hay là con cổ phiếu của Nam Kim thì ngày hôm nay nó cũng có một trạng thái tăng nhưng mà nó bị bán cụt đầu do cái dòng tiền cần để kéo những cổ phiếu đó sẽ cao hơn chị nhá. Đấy thì ngày hôm nay con cổ phiếu của SMC lại tiếp tục trong một trạng thái trần cứng và tài khoản của em đối với cổ phiếu của SMC ngày hôm nay lại tăng thêm khoản lãi khoảng 7%. Thực sự là rất là vui chị ạ. Thực sự rất là vui và anh chị em khách hàng của em cầm những cái con cổ phiếu như SMC và HPG cũng đang cảm thấy rất là vui chị nhá. Đấy. Và anh chị em chúng ta biết được là em đã chú ý với anh chị em chúng ta dòng cổ phiếu đầu tư công vật liệu xây dựng ngày dòng thép từ ngày bao nhiêu ạ? Anh chị cứ nhìn vào mũi tên đây chị sẽ thấy này. Em đã chú ý với anh chị em chúng ta là từ cái phiên giao dịch của ngày mùng 4 tháng 5 trước đó là ở đây này, em đã bảo là nó chỉ cần một điểm hướng lên thôi là anh chị em chúng ta có thể tham gia được. Thế anh chị thấy được là từ ngày mùng 4 tháng 5 chính là điểm mà anh chị em chúng ta mua đúng không ạ? Và khi anh chị mua ở đây chính là chúng ta đã mua ngay ở cái chân sóng con sóng tăng của nhóm ngành cổ phiếu đầu tư công hay nhóm ngành cổ phiếu của thép. Thì anh chị biết được là từ cái thời điểm của phiên giao dịch của ngày mùng 5 tháng 5 và ngày mùng 4 tháng 5 chính là thời điểm mà em đã khuyến nghị anh chị em hàng mua, thậm chí em còn bảo trong cái zoom cộng đồng của em là mua từ ngày 28/4 chị nhá. Đến nhóm ngành cổ phiếu của thép và đầu tư công, em đã chú ý nhóm ngành cổ phiếu của thép và đầu tư công khi mà anh chị thấy được là trên nhiều cái kênh người ta bảo chẳng có gì đẹp cả. Khi mà em đưa ra cái quan điểm nhá là nhóm ngành cổ phiếu của thép và đầu tư công rất dễ dọa tới có trạng thái bật tăng thì lúc đó có một số kênh bảo là nhóm ngành cổ phiếu của thép hay đầu tư công chưa có cái gì đẹp cả, chưa có gì đáng chú ý cả mà người ta bảo đẹp. Đấy thì anh chị có thể nhìn thấy được là hiện tại thì kết quả nó đã minh chứng cho cái nhận định của em nó chính xác ra sao đúng không anh chị? Khi mà người ta bảo xấu, khi mà người ta chưa chú ý đến thì lúc đó mới là cơ hội để cho anh chị em chúng ta mua được những cái cổ phiếu ở những cái vùng giá tốt nhất anh chị nhá. Đấy, và không chỉ dòng cổ phiếu của thép, không chỉ là dòng cổ phiếu của đầu tư công mà trước đó dòng cổ phiếu của chứng khoán, dòng cổ phiếu của bất động sản cũng chính là những cái nhóm ngành mà em đã đưa ra cho anh chị em chúng ta những cái vùng mua mà khi nó mới bắt đầu tăng chứ không phải là tăng lên bên trên. Thế anh chị thấy được cái hệ thống nhận diện sóng dòng của em nó tốt ra sao anh chị? Thế anh chị, chúng ta cứ bấm theo dõi kênh của em và khi nhóm ngành nào chuẩn bị có những cái con sóng bật tăng thì em sẽ đưa ra những cái nhận định sớm nhất để anh chị em chúng ta có thể lên tàu gì nhá. Hay là con cổ phiếu đơn giản như con cổ phiếu GIG thôi. Đấy anh chị thấy không ạ? Những cái điểm mua này của em anh chị thấy không ạ? Mua ở cái phiên giao dịch của ngày mùng 10 tháng 5. Khi mà chả qua để ý đến con cổ phiếu GIG bởi vì ngày hôm trước nó vẫn giảm, ngày hôm sau có tăng nhẹ 1,26% có ai để ý đâu. Nhưng mà em lại cho khách hàng mua nền giá ở cái phiên giao dịch của ngày mùng
10 tháng 5 và đến ngày hôm nay khi hàng T2.5 về thì cái khoản lãi của anh chị em khách hàng của em là 5% và cái vị thế bây giờ thì quá là tuyệt vời rồi. Vị thế bây giờ rất là tốt rồi. Ngồi tít bên dưới này thì bây giờ ông có rung rũ bên trên thoải mái cũng chẳng vấn đề gì đúng không anh chị? Đấy thì khi mà chúng ta đã có một phương pháp rồi thì anh chị em chúng ta làm sao để chúng ta master với một phương pháp đó. Tức là chúng ta phải có một hệ thống, chúng ta nhận diện ra những cái cổ phiếu khi nào nó có thể tăng giá và chúng ta mua làm sao để chúng ta mua ở những cái điểm tốt nhất. Ví dụ như cái phương pháp mua nền của em, anh chị chúng ta có thể tìm rất nhiều kênh nhưng mà rất là hiếm anh chị nhá. Không có đâu chị, cái này thì thực ra là do em tự back test, em đưa ra những điểm mua nền. Mà cái điểm mua nền đó làm sao ấy, mà khi anh chị em chúng ta mua vào ấy, là cái phiên giao dịch của ngày sau đó nó có cái suất tăng giá rất là cao, chứ không phải là anh chị mua một cách vu vơ ở nền giá và nó không có khả năng tăng giá chị nhá. Anh chị cứ xem rất nhiều video của em, anh chị biết được là những cái điểm khuyến nghị của em, thời điểm mua vào những cái phiên sau đó là anh chị đã có những vị thế rất là tốt rồi chị nhá. Đấy thì sắp tới là em cũng sẽ mở lại cái khóa học của em. Thì thực ra là đoạn trước có nhiều anh chị hỏi đấy nhưng mà em bận công việc thì có thể sắp tới em sẽ mở lại khóa học. Nên anh chị em chúng ta nếu như có nhu cầu tham gia và muốn biết sâu về cái phương pháp mua nền giá đó của em thì anh chị có thể đăng ký anh chị nhá, để chúng ta có cơ hội đồng hành và anh chị sẽ biết được cái phương pháp mà do chính bản thân em nghiên cứu ra anh chị nhá. Và ngày hôm nay thì khi thị trường của chúng ta có một trạng thái rút chân như vậy thì cái quan điểm trong video ngày hôm qua của em ra sao thì em cũng làm tương tự như vậy. Tức là em bảo là ngày hôm nay thị trường đầu phiên nó giảm giá đây, cái kịch bản vẫn còn nguyên đây đúng không chị? Đây kịch bản đầu phiên giảm giá cuối phiên rút chân nó vẫn còn nguyên đây, nó chả mất đi đâu. Đây em vẫn để nguyên đây và vẽ một cái chân xu thế này. Đấy thì ngày hôm nay khi thị trường nó giảm đầu phiên xuống như vậy và cuối phiên nó rút chân lên bên trên thì đó chính là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tiếp tục mua cổ phiếu. Và ngày hôm nay em đã tiếp tục khuyến nghị anh chị em khách hàng mua các cái mã cổ phiếu trên thị trường này nhá. Ở trong cái video ngày hôm qua em cũng đã chia sẻ với anh chị một số cái mã cổ phiếu rồi thì anh chị em chúng ta mà mua ngày hôm nay đánh giá rất là tốt. Còn để sang thứ hai có thể anh chị em chúng ta lại phải đua lại cổ phiếu và đó thực sự là một cái điều em không mong muốn đối với anh chị em chúng ta. Em muốn là anh chị em chúng ta làm sao có những vị thế tốt nhất ở cái nền giá để chúng ta không phải đua lệnh anh chị ạ. Đấy và cái quan trọng là chúng ta vào đúng nhịp thị trường chứ chúng ta không cần phải ngày nào cũng mua bán, và khi chúng ta đã vào một cái là chúng ta phải vào thật là mạnh, vào tiền thật mạnh được chưa anh chị, chứ chúng ta đừng có vào lom rom để đến khi thị trường tăng lên quá cao thì chúng ta sẽ không có những cái vị thế tốt nhất. Nhìn chung thì do thị trường hiện tại em thấy cơ hội vẫn còn nhiều. Đấy đoạn này anh chị em chúng ta nhé vẫn ổn để cho chúng ta có thể mua, vẫn sẽ có cổ phiếu để cho anh chị em chúng ta mua, nên ở đoạn này có thể là ngày nào cũng sẽ có những cái mã cổ phiếu trên thị trường để em có thể khuyến nghị anh chị em chúng ta. Đấy chứ không phải là anh chị xem một số kênh ấy người ta có khuyến nghị những cái mã cổ phiếu chắc cách đây một tuần hai tuần rồi đấy, vài ba cái cổ phiếu thôi nhưng mà người ta cứ khoe đi khoe lại. Thế thì trong cái phiên ngày hôm qua, phiên ngày hôm kia hay là phiên ngày hôm trước, thế anh chị em chúng ta cứ ngồi mãi à? Mà có phải tất cả chúng ta đều mua được những cái mã cổ phiếu đó đâu đúng không anh chị? Đấy thì làm sao chúng ta phải có cái phương pháp chúng ta mua mua đúng điểm và làm sao mà nó tối ưu được ngày nào chúng ta cũng có những cái điểm để chúng ta mua chị ở những cái vùng nền giá. Đấy em thì em rất ít khi khuyến nghị anh chị em ta mua những điểm nổ chị nhá, anh chị xem kênh của em anh chị biết rồi. Đấy làm sao mà chúng ta mua, làm sao để cho anh chị em khách hàng chúng ta có cơ hội để mua những cái mã cổ phiếu nó trên thị trường và cơ hội tăng giá chị ạ. Đấy chứ không phải là cứ mang những cái mã cổ phiếu anh chị đã mua được cách đây một tuần rồi, hai tuần rồi cứ mang để quay đi quay lại thì nhiều khi chúng ta cũng đâu có mua được đúng không ạ? Quan trọng là ngày mai chúng ta mua gì, ngày kia chúng ta mua gì. Đấy thì hiện tại thị trường nó vẫn còn cơ hội và em đang nhìn thấy có những cơ hội. Nên chị tham gia sớm thì chúng ta sẽ có những cái cổ phiếu tốt nhất, những cái vị thế tốt nhất để chúng ta ngồi vào, chứ để sang một tuần nữa, hai tuần nữa chị mới hỏi tham gia vào Zoom khách hàng của em có thể chúng ta sẽ không có những cơ hội nữa đâu chị nhá. Đấy thì anh chị em khách hàng của em ngày hôm nay mua một cái là có ngay những khoản lãi trong phiên rồi, chứ không phải là mua mà đến cuối phiên là phải mua quá là cao chị. Em đã chú ý rất là kỹ từ sáng rồi, là đến đến phiên chiều là em khuyến nghị cái này chị mua và đã có những khoản lãi khoảng 1%, có thì gần 1% anh chị ạ. Đấy thì anh chị chúng ta làm sao mà về sớm đồng hành cùng em thì đó là cái điều tuyệt vời nhất. Anh chị chỉ cần có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc anh chị chỉ cần có tài khoản tại công ty chứng khoán Techcombank TCBS thì anh chị em chúng ta sẽ đủ điều kiện tham gia, hoặc anh chị có thể tham gia dưới hình thức Zoom thu phí. Thì cơ bản dọn này anh chị nào mà tham gia Zoom thu phí của em ấy thì gần như là có khi là lãi gấp mấy lần so với khoản thu phí của anh chị, bởi vì tham gia vào em khuyến nghị anh chị xem được bao nhiêu mã cổ phiếu đúng không anh chị, là từ nhóm ngành cổ phiếu của bất động sản là chứ có chứng khoán, hay là nhóm ngành cổ phiếu của thép gần đây, hay đầu tư công đúng không ạ, hay là những con cổ phiếu lẻ khác chẳng hạn, nhóm ngành cổ phiếu của điện hay những cái nhóm ngành cổ phiếu khác trên thị trường. Và bây giờ là tiếp tục chúng ta sẽ quay lại với một số cổ phiếu bất động sản, cũng là ngày hôm nay cũng khuyến nghị anh chị em khách hàng có thể mua thêm chị nhá. Đấy thì chúng ta khi tham gia sớm thì chúng ta mới có cơ hội, còn khi mà anh chị tham gia vào muộn thì nhiều khi là những cái cơ hội nó trôi qua rồi thì cũng rất là khó chị ạ. Đấy về thị trường thì em đánh giá là có cơ hội và em cũng rất là chúc mừng anh chị em chúng ta đã cầm cổ phiếu dạo này và anh chị em chúng ta đang có những khoản lợi nhuận rất là tốt, thay vì chúng ta cứ đứng ở ngoài và chúng ta cứ hô sập suốt ngày chị ạ.
Đấy thì quan điểm của em vẫn bảo lưu ạ, là đi lên thế thôi, em không phải nói nhiều cái gì cả, là đi lên thôi. Còn về mặt thị trường của chúng ta, chị có thể nhìn thấy được là ngày hôm nay thị trường chúng ta có cái trạng thái tăng điểm khoảng 9,78 điểm, tăng 0,93%, và thị trường ngày hôm nay đóng ở cái mốc giá 1.066,9 điểm. Cái thanh khoản ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy được là nó có một sự tích cực, đó là nó tương tự như cái phiên giao dịch của ngày hôm qua, thậm chí nó còn nhỉnh hơn một chút so với phiên giao dịch của ngày hôm qua. Nó cho thấy được là cái phiên ngày hôm nay thì cái lực cầu vào nó đã hấp thụ hết cái lượng cung ở phiên giao dịch của ngày hôm qua, đúng không ạ? Hấp thụ hết những cái lượng cung bên dưới. Thì đây là một cái điểm số rất là, đây là cái điểm rất là tích cực, và thị trường ngày hôm nay nó cũng đóng phiên trong một trạng thái là cao nhất phiên. Nó cho thấy là cái dòng tiền hay cái lực cầu của thị trường rất là mạnh mẽ, và nó chấp nhận mua cổ phiếu của nhà đầu tư ở những vùng giá cao nhất. Và chị biết được là ngày hôm nay thì cũng là cái hàng mà cái cây cây tăng giá ngày mùng 10 tháng 5 với một cái thanh khoản tương đối cao vậy, và nó chấp nhận hấp thụ ở những vùng giá cao. Thì đây là một điểm cộng đối với thị trường của chúng ta. Tiếp theo chúng ta nhìn về cái dòng tiền. Anh chị có thể nhìn thấy được cái dòng tiền ngày hôm nay nó cũng có một sự lan tỏa tương đối là tốt, khi thị trường có khoảng 222 mã cổ phiếu tăng giá và chúng ta có khoảng 140 mã cổ phiếu giảm giá. Các cái mã cổ phiếu giảm giá ngày hôm nay chỉ chiếm 30% thôi. Thì thực ra là trên thị trường hiện tại ấy, các cái mã cổ phiếu tăng giá vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn, nhưng chúng ta vẫn thấy được có các cái mã cổ phiếu giảm giá. Nên không phải là chúng ta cứ nhìn thấy thị trường tăng mà tài khoản của chúng ta tăng. Quan trọng là anh chị, chúng ta phải nhận diện đúng nhóm ngành, nhận diện đúng cổ phiếu mà chúng ta tham gia. Còn chúng ta chọn sai cổ phiếu, chúng ta vẫn gặp phải những cái sự thua lỗ bình thường, bởi vì nó chiếm 1/3 mà anh chị. Thế anh chị có thể mua 3 cổ phiếu mà chị chọn sai thì anh chị có thể lỗ 2 cổ phiếu, thậm chí xui hơn là chị có thể lỗ 3 cổ phiếu nếu chúng ta chọn sai nhóm ngành. Được chưa? Đấy là quan trọng, chúng ta phải chọn đúng cái nhóm cổ phiếu thì chúng ta mới mong chúng ta có những cái cơ hội lợi nhuận trong cái bối cảnh thị trường hiện tại. Đấy thì nhìn chung là cái thị trường, đấy, nhìn chung thì kịch bản thị trường thì nó cũng chả có gì thay đổi chị nhá, nó vẫn đi theo cái kịch bản mà em đã vẽ ra với anh chị em ra thôi. Còn trước mắt thì thị trường của chúng ta nó sẽ đi vào cái vùng cản anh chị ạ, nó sẽ đi vào vùng cản ở khoảng giá 1.065 điểm chị nhá, 1.000 trước mắt là vùng giá khoảng 1.065 điểm cho đến vùng giá khoảng 1.075 điểm. Đấy nó sẽ đi vào vùng cản đây. Đấy thì ngày hôm nay thị trường có tạm thời vượt qua, bởi vì nó tăng ở trong cái phiên ATC ấy. Nó có thể là nó chưa mang nhiều sự tin tưởng, nhưng thị trường nó sẽ đi vào cái vùng cản nhá, vùng cản chỉ chú ý em, đây là một cái vùng cản này. Đó thị trường ta sẽ đi vào vùng cản 1.075, 1.065 đến vùng giá khoảng 1.075, và cái khả năng thị trường chúng ta nó sẽ có sự rung lắc ở đây để nó xử lý vùng cản đây trước khi có thể tăng. Thì vậy nếu như thị trường của chúng ta rung lắc ở đây thì chúng ta có nên bán cổ phiếu của mình ra hay không? Thị trường đã tiến về vùng cản thì chúng ta có nên bán cổ phiếu của mình ra hay không? Thì cái quan điểm của em là anh chị em ta không có cái lý do gì chúng ta phải bán, mà cái quá trình rung lắc này có thể sẽ là cơ hội để cho nhà đầu tư chúng ta tiếp tục mua mới những cái cổ phiếu trên thị trường vàng, được chưa? Sẽ là cơ hội để anh chị chúng ta mua mới đấy. Nhưng anh chị chú ý cho một điểm như sau: càng về sau ở đây thì anh chị hãy bắt đầu thu nhỏ cái quy mô mình vào, tức là anh chị em chúng ta làm sao mà đi vốn cho em theo hình kim tự tháp đây. Đấy khi thị trường càng đi lên bên trên thì anh chị em chúng ta lại càng phải thu nhỏ cái quy mô của mình vào, được chưa? Thu nhỏ dần quy mô của mình vào. Đấy chẳng hạn như đây là 100%, có thể 50% và 200%. Tức là càng về sau này anh chị em chúng ta hãy đánh một cái quy mô nhỏ cho em vào. Bởi vì càng đi lên bên trên thì cái lượng cung ra tiềm năng nó sẽ rất là cao, và những cái vùng cạn bên trên này nó cũng sẽ có những cái nhà đầu tư bị mắc kẹt do cái sự thua lỗ, người ta cũng sẽ bán ra, và những người mua bên dưới người ta sẽ có thể bán ra bất kỳ khi nào. Và khi chúng ta tham gia với một cái tỷ trọng cao quá, có thể cả dọn ở bên dưới chúng ta có lợi nhuận, nhưng chỉ cần những cái phiên giảm bên trên là chúng ta mất hết khoản lợi nhuận. Thì đó là cái điều mà em muốn chú ý với anh chị em ta, lái thu nhỏ quy mô của mình vào. Nhưng cái quá trình rung lắc ở vùng giá 1.065 đến vùng giá 1.075 chính là cơ hội để cho nhà đầu tư chúng ta mua mới cổ phiếu, được chưa? Mua tiếp được cổ phiếu của mình vào. Đấy, nó chỉ cần rung lắc với thanh khoản thấp là sẽ là một điều rất là tuyệt vời để chúng ta có thể mua vào. Và thị trường của chúng ta, em đánh giá nó sẽ mất đâu đó khoảng 5 phiên. Nó sẽ mất đâu đó khoảng 5 phiên để trước khi thị trường của chúng ta nó có thể đi qua vùng cản 1.065 đến vùng giá 1.075 để có thể tiến về khoảng giá 1.080 điểm. Lý do vì sao lại là 5 phiên? Anh chị có biết không? Bởi vì anh chị hãy nhìn vào đây cho em. Thị trường chúng ta trước đây nó tạo ra một cái vùng nền giá đây khoảng 5 phiên, sau 5 phiên đó thị trường đã bị gãy xuống bên dưới. Thì hiện tại thị trường của chúng ta nó đang có một cây nó tương tự như đây chị này. Đấy cây này nó cũng tương tự như cây này. Đấy thì sau đó thị trường khả năng sẽ mất khoảng 5 phiên để nó hấp thụ cái lượng cung ở cái vùng giá ở bên trái, được chưa? Nó sẽ mất 5 phiên đây. Nó sẽ loằng ngoằng đây trước khi nó có thể chinh phục giá bên trên. Đấy thì trong 5 phiên này sẽ là cơ hội để chúng ta có thể mua cổ phiếu cho anh chị ta mà không kịp mua ở phiên giao dịch của ngày hôm nay. Nhá chị nhá. Và cái kịch bản nó đi đây sẽ là sao? Kịch bản đây nó sẽ đi theo một cái mà em đã chia sẻ với anh chị em ta rồi, là lại tiếp tục đi theo hình zigzag.
phiên tăng phiên giảm, phiên tăng phiên giảm, nó sẽ giống như chị này, phiên tăng phiên giảm, phiên tăng phiên giảm. Chẳng hạn như đầu tuần sau thị trường có thể tăng lên bên trên, nhưng sau đó có thể cuối phiên lại bị giảm xuống bên dưới đấy, sau đó phiên ngày hôm sau lại rút chân lên bên trên và phiên sau lại tăng lên thì nó lại giảm, sau đó nó khoảng 5 phiên và sau 5 phiên đó nó loằng ngoằng đây thì có thể sẽ bước vào quá trình tăng lên cái vùng giá khoảng 1080 điểm trên. Được chưa? Em vẽ cho anh chị cho em chúng ta cái kịch bản rõ ràng như vậy. Đấy, cái quan điểm của em như vậy. Đối với thị trường hiện tại, em vẫn đánh giá thị trường nó sẽ đi lên, được chưa? Còn khi đi lên vùng giá 1080 thì chúng ta mới bắt đầu quan sát xem là thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái biến động gì. Đấy, bởi vì khi thị trường đi lên bên trên này là anh chị biết được thị trường nó cũng bước vào cái nhịp tăng số 3. Và thông thường nhịp tăng số 3 sẽ là nhịp tăng nước rút của mỗi nhịp tăng nhá. Anh chị này, một nhịp này, hai này. Và đây là nhịp tăng tích lũy lại là nhịp tăng số 3. Thì cái nhịp tăng số 3 thông thường sẽ là nhịp tăng khá là mạnh, nhưng đó sẽ là những nhịp mà chúng ta sẽ canh bán ra và nó có thể sẽ có những trường hợp mở gap như thế chị. Đấy, nó sẽ có những trường hợp nó sẽ mở gap ở phía ở đoạn cuối này chị. Đấy, nó tăng rất là mạnh ở đoạn số 3 nhá. Thì giai đoạn số 3 là giai đoạn chúng ta có thể kiếm tiền rất là nhanh, nhưng có thể là giai đoạn mà chúng ta cũng mất tiền rất là nhanh. Thế chị chú cho em, thế chị hãy tranh thủ cơ hội để mua những thời điểm nó rung lắc đây trước khi thị trường bước vào những nhịp tăng mạnh phía sau. Được chưa? Đấy là cái chia sẻ của em về cái thị trường hiện tại và đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Kịch bản thì vẫn như thế đúng không ạ? Đi lên, đấy quan điểm của em từ ngày từ các video trước, ngày hôm qua ông nào bảo sập đúng không ạ? Ông nào bảo vô to sập, em bảo không sập. Vẫn tăng thôi chị, và chúng ta nhìn thấy được nó vẫn đang duy trì cái trend xu thế đâu. Nó vẫn duy trì cái trend xu thế như vậy thì chúng ta cứ yên tâm. Đấy, vì về thị trường hiện tại bây giờ chúng ta nhìn thấy được là cái xu thế nó ổn thì cái việc của chúng ta là phải tập trung vào cổ phiếu. Anh chị hãy tìm cổ phiếu anh chị mua. Những cái cổ phiếu nào nó cho chúng ta những điểm mua ở cái vùng nền giá thì chúng ta có thể mua. Còn những cái cổ phiếu nào mà nó tăng cao quá thì chúng ta sẽ không mua được chị ạ. Đấy, và chúng ta làm sao mà chúng ta quản trị rủi ro mình thật là tốt đi. Đấy, đi vốn thật là tốt, được chị ạ. Còn mua thì vẫn mua được chị ạ. Còn bán cổ phiếu thì em đánh giá là cứ giữ cổ phiếu mình đi. Cứ ôm cổ phiếu mình cho nó đến khi nào thị trường có những cái tín hiệu gãy chen, có những cái phiên giảm và có những cái phiên mở biên với thanh khoản cao thì khi đó chị em ta mới bán cái cổ phiếu mình ra. Đấy, còn chúng ta đừng có sức ngay nhảy nhót quá là nhiều. Đấy, nhiều anh chị khôn vặt đúng không ạ? Bán con cổ phiếu của ví dụ bán con cổ phiếu của Nam Kim ở những cái phiên nó mới nổ lên đây, thế bây giờ anh chị nó tăng thêm được khoảng 2% nữa rồi, thế thì anh chị em chúng ta cứ đợi chỉnh đến bao giờ chỉnh, nó chạy một phát lên tận đỉnh này nó chỉnh thì làm thế nào được, được chưa? Đấy, thì cái quan điểm của em từ đầu em nói với anh chị em chúng ta rồi là đừng có bán cổ phiếu của mình ra, cứ cầm cổ phiếu của mình đi, chẳng có lý do thì chúng ta bán đúng không ạ? Khi mà anh chị bán có thể anh chị bán ngay cái vùng đáy của cổ phiếu đấy, bán ngay ở cái chân sóng thì nó có phải là cái điều mệt mỏi không ạ? Đấy, thì anh chị phải lưu ý cho em điều như vậy. Và khi chị bán cổ phiếu mình ra thì làm sao chị đặt câu hỏi là thế bây giờ mình bán ra thì mình mua cổ phiếu nào để mình bù vào, được chưa? Anh chị bán thì chị phải có cổ phiếu mua, còn không thì cứ giữ đi nhá. Thì không giữ thì làm gì có những khoản lợi nhuận, chẳng hạn như con cổ phiếu của APS này chị ạ. Đây em mua từ cái vùng giá đây, thế bây giờ em không giữ thì lấy đâu ra những khoản lãi ở cái vùng giá hiện tại, đúng không? Cổ phiếu của APS anh chị nhá, nó có rung lắc ở đây, nó có giảm đây, nhưng mà em có bán đâu, bởi vì thế em mua bên dưới này đây đấy, vì thế em mua đây nhá chị nhá. Đấy, hay con cổ phiếu của Đích này, hiện tại khoản lãi là khoảng hơn 20, khoảng 22% rồi. Đấy, con cổ phiếu của Shell là khoảng 12-13% thôi. Đúng không chị? Đây, hay con cổ phiếu của Hoa Sen, mua từ thời điểm bên dưới này. Đấy, những cái điểm mua em đều cho chị em chúng ta xem rất là rõ đây, SMC đến mua đây. Đấy, thì chúng ta không giữ cổ phiếu mình mà chúng ta cứ nhảy nhót nhiều thì lấy đâu ra khoảng lợi nhuận. Hay thậm chí con cổ phiếu của LS, em nhá, con cổ phiếu LS, em vẫn đang giữ đâu. Em chưa bán đâu. Ngày hôm nay nó giảm như này thì sang tuần nó chỉ cần quay về lớp gap đây, đấy thì nó rút chân lên thì rất dễ nó tăng tiếp thôi. Chẳng có lý do rồi chúng ta bán, em cho nó kể 2 tuần nó đi đây, mà mỗi lần nó tăng nó chỉ cần tăng 10% thôi em thôi, là tài khoản của em tự nhiên tăng lên 10% rồi, cái khoản lãi của em đối với con này tăng 10%, thì chúng ta làm gì cho những khoản lãi nhanh như vậy đúng không chị? Đấy, thì chúng ta phải có sự kiên nhẫn cầm nắm cái cổ phiếu của mình, và anh chị làm sao anh chị phải ăn to vào. Ví dụ như anh chị đang có một cái nền giá dài như con cổ phiếu của LS chẳng hạn, anh chị em chúng ta phải kỳ vọng nó phải tăng 50%, đúng không? 100% thì chúng ta bán. Nó gom cổ phiếu cả một đoạn đây thì chúng ta nghĩ nó liệu nó có chết ngay được không? Đấy là câu hỏi em đặt ra với chị. Hay những con cổ phiếu như con Shell đi, chẳng hạn như một cái nền giá nó dài như đây. Đấy, thậm chí nó dài như này, thì chị nghĩ nó tăng 10% hay là tăng 20% nó có chết được không? Rất là khó chị, bởi vì người ta đã mất tiền, người ta gom đây rồi thì người ta làm sao người ta phải đánh lên cao, người ta mới phân phối được. Anh chị nhá. Đấy thì cái anh chị em chúng ta phải có một cái tầm nhìn nó rộng hơn. Tức là khi anh chị mua cổ phiếu được đúng điểm rồi thì kiên nhẫn lắm đi. Ít nhất chị chúng ta đánh theo trend mà thị trường của chúng ta nó vẫn giữ trend, nó vẫn tăng giá thì chúng ta đừng có lý do để chúng ta bán này chị ạ. Cứ đừng nhảy ra nhảy vào khôn vặt rồi là tính toán từng like từng ly một rồi chúng ta bỏ lỡ con sóng anh chị nhá. Khi chị tham gia khóa học của em thì em sẽ hướng dẫn anh chị em ta là thời điểm nào anh chị em chúng ta sẽ bán cổ phiếu mình, nó sẽ có thời điểm bán anh chị nhá, tới thời điểm bán và thời điểm mua. Trong khóa học thì anh chị sẽ học được những cái điểm mua điểm bán rất là chi tiết.
Đấy. Thì sắp tới có thể là sẽ khai giảng trở lại, anh chị em chúng ta mà có nhu cầu thì đăng ký ấy chị nhá. Đấy, em sẽ để cái form lên để cho anh chị em chúng ta sẽ đăng ký để anh chị tham gia. Anh chị tham gia, anh chị có những kiến thức. Như anh chị em đã tham gia khóa học của em nhá, đã có kiến thức nhá. Dọa này rất nhiều anh chị kiếm được những khoản lợi nhuận anh chị ạ. Rất nhiều anh chị nhá. Bởi vì có những cái kiến thức nền rồi thì cứ mua như vậy thôi. Có thể là anh chị chưa vận dụng được cái việc mua nó một cách thuần thục, anh chị vẫn phải hỏi lại em. Nhưng khi chị hỏi lại tức là anh chị đã nghiên cứu, và khi em bảo được một cái này chị nhiều, anh chị mua được những cổ phiếu rất là tốt trên thị trường nhé. Đấy, còn bây giờ em sẽ phân tích một số cái nhóm ngành cổ phiếu để cho anh chị em ta có thể chú ý nhá, hoặc là có thể quan sát trong cái tuần này tiếp theo. Về cơ bản thì bây giờ để mà mua mới thì sang tuần tiếp theo đầu tuần ấy, thì em đánh giá là khả năng thị trường sẽ mở gap đầu phiên, bởi vì ngày hôm nay tăng như vậy thì khả năng đầu tuần sẽ mở gap, thì chúng ta cũng hạn chế mua cho em nếu như đầu tuần nó mở gap nhá, và anh chị nên đợi cho nó có một quá trình nó tích lũy thêm thì chị mua. Thì em vẫn đang chú ý đến những ngành cổ phiếu của bất động sản anh chị ạ. Bất động sản thì ngày hôm nay thì có con cổ phiếu của KDH cũng khá là ok đúng không ạ? Ngày hôm qua em vẽ kịch bản cho chị rồi là đầu phiên nó giảm, cuối phiên rút chân hướng lên, anh chị em chúng ta có thể mua được. Thì ngày hôm nay chị em chúng ta cũng có thể mở mua được đối với cổ phiếu của KDH chị nhá, có thể mở mua được. Và với cái thế hướng vòng cung như vậy thì có thể sang tuần là con cổ phiếu của KDH nó sẽ đi được anh chị em. Đấy, nó sẽ đi được bởi vì con này là có cái trạng thái đỡ giá tương đối tốt đây chị. Ngày nay nó muốn giảm sâu lắm rồi nhưng mà nó không thể giảm được chị. Đấy thì nó ở đây và nó đang vòng vòng cung lên như vậy thì có thể sang tuần nếu tốt nó sẽ bước ra khỏi được khỏi cái vùng nền giá tương đối dài đây. Hay là con cổ phiếu của NLG ngày hôm qua cũng đã chia sẻ với anh chị em chúng ta cái kịch bản rồi đúng không ạ? Đầu phiên giảm và cuối phiên rút chân hướng lên bên trên, thanh khoản nó thấp như vậy thì thanh khoản thấp là chúng ta có thể mua được. Đấy thì ngày hôm nay chị em nào chúng ta mua được thì em chúc mừng anh chị em chúng ta thôi. Đấy là điểm mua nền giá được chưa? Đấy, chúng ta phải mua những điểm như vậy, không phải điểm ngày hôm qua mà ngày hôm nay chính là điểm mua cho chúng ta. Đấy, nó có thể giống như cây đây trẻ, nó giống như này, test lại này, một cái cây hướng lên này. Đấy thì ngày hôm nay chị em chúng ta mua được chưa? Thì có thể sang tuần nó sẽ lòng vòng một vài phiên và nó sẽ có thể, nếu như chị em chúng ta muốn mua ấy, thì có thể sang tuần nó sẽ cân bằng thêm đây khoảng hai phiên để anh chị em chúng ta có cơ hội mua thêm được chưa? Đấy, nhìn chung thì con cổ phiếu của NLG cũng khá là tốt đúng không ạ? Nó tích lũy ở bên trên thôi, nó vượt đỉnh thì nó có quá trình cân bằng lại ở trên vùng đỉnh này thôi đây. Đấy, nó cân bằng, có thể sắp cân bằng xong rồi và nó sẽ đi đấy anh chị nhá. Đấy thì NLG ngày hôm nay cũng khá là ok. Còn điểm mua thì ngày hôm nay chị em chúng ta mua là được, hay là con KDH ngày hôm nay chị em chúng ta cũng mua được, nhưng mà sang tuần thì chúng ta cũng sẽ khó. Cái này thì ngày hôm qua em chia sẻ rất là chi tiết trên cái video của em rồi, anh chị em chúng ta mà đón coi video thì anh chị cũng biết được ngày hôm nay là cái điểm chúng ta có thể mua được đúng không ạ? DG thì chịu rồi nhá, không có điểm mua nào. TCH này ngày hôm nay là một cái điểm test trở lại, anh chị có thể chú ý con TCH này được, nhưng mà điểm mua thì chúng ta cũng phải chờ đợi thêm để nó tích lũy thêm ở đây đã. Còn nó tăng ngay thì rất là khó chị nhá. Đấy, có thể sẽ test lại vùng giá khoảng 8.1 thì khi đó chị em chúng ta có thể cân nhắc sau, có thể sẽ tăng lên bên trên và test lại thêm một lần nữa đây thì chúng ta mới tham gia là sẽ an toàn hơn chị ạ. Nó đi, nó bứt ra khỏi cái nền giá đây thì cũng khá là ok. DG thì chịu rồi chị ạ. DG con này quá điên rồi, nó tăng như này thì thôi chấp nhận là anh chị em chúng ta phải đứng ở ngoài thôi anh chị nhá, anh chị không có hàng thì chấp nhận thôi. Đấy, em thì em vẫn đang gồng con này thôi, bây giờ phải gồng thôi chị ạ. Phải gồng lãi, ngày xưa gồng lỗ bây giờ phải gồng lãi đúng không? Anh chị em chúng ta mà ngày xưa gồng lỗ được mà bây giờ lãi mà không gồng được thì chịu luôn. Sell thì vẫn khá là ok thôi nhé nhá. Sell thì ngày hôm nay nó đi ngang như vậy thì cũng không có gì để nói quá là nhiều. Con fit này thì quá tăng, quá là kinh. Ngày hôm nay con cổ phiếu của HDC thì nó đang đi không đúng như cái kịch bản mà em đang mong đợi chị ạ. Đấy, HDC ngày hôm nay thì nó bị giảm xuống bên dưới. Đấy thì sẽ phải chờ đợi thêm quá trình ở dạng phía sau xem nó ra sao đã. Ngày hôm nay giảm như vậy thì nó thực sự là phải chờ đợi thêm vào tuần giao dịch tới. Nếu tuần giao dịch tới mà nó có một cái phiên nến xanh hướng lên bên trên đây thì anh chị em chúng ta cũng có thể tham gia được anh chị nhá. Nhá, có thể chúng ta tham gia được. Và làm sao cái phiên đó thanh khoản nó phải thấp thì tham gia nó mới ok. Đấy, con này thì nó cũng bị đu bám khá là nhiều. Đấy thì có thể là nó sẽ cần có quá trình nó cân bằng thêm, nhưng tuần sau nếu như nó có một cái nến xanh hướng lên thì anh chị cũng có thể lấy vị thế được, được chưa? Đấy. Có con cổ phiếu mà nó hơi nhỏ anh chị, con cổ phiếu của GBC này chị. Đấy, con này thì em đang nhìn thấy được nó có cái khả năng nó bật tăng anh chị ạ. Đấy, con cổ phiếu GVC này nó đang có quá trình là tạo ra cái vùng nền giá, đang siết cái nền giá này cân bằng này. Đấy thì có thể con này nó siết, nó có thể tuần sau sẽ đi ngay, hoặc có thể sẽ siết thêm vài phiên nó đi. Ngày hôm nay thì nó có một phiên test anh chị ạ. Một phiên test lại đáy này. Đấy, rút chân lên và cái thanh khoản nó tương đối là thấp thì có thể con này tuần sau sẽ đi nhá. Mà mấy con điên điên này, con Canny nó chạy thì cũng rất là kinh anh chị ạ. Chạy rất là kinh. Đấy thì em cũng bảo anh chị em cái gang là anh chị nào mà chúng ta mà thích cái cảm giác mạnh, thích mà đánh những cái cổ phiếu nó phiêu phiêu ấy, mà đánh cà phê đấy chị có thể vào con này. Đấy thì đánh con này thì anh chị em ta phải chấp nhận một điều là vào nhanh và ra nhanh. Đấy, đánh cờ bạc với chị mấy cái con cổ phiếu như con JVC này. Đấy, nhưng mà nó tăng cũng rất là điên nhá. Đấy thì ngày hôm nay anh bảo anh chị em cái gang, anh chị nào mà thích thì vào lấy con cổ phiếu của JVC cũng được. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái nền giá nó đang siết siết đây anh chị. Em đang nhìn thấy nó đang siết vào đây và nó đang cận đỉnh này.
thì nó mà bứt một cái nha, nó phi một cái thì cũng rất là kinh, bởi vì cái lịch sử của này đi chị có thể thấy được, nó đi nó cứ trần trần thôi chị ạ. Đấy, nó tăng nó trần trần đấy, và chúng ta mua ở nền giá này thì chúng ta cũng tránh được những biến động, còn để khi mà tăng mạnh rồi thì chúng ta có thể gặp nhiều rủi ro hơn nha chị nhá. Tiếp theo những cổ phiếu của chứng khoán thì ngày hôm nay em cũng nhìn thấy được nó vận động tương đối tốt và có thể sang tuần rồi tiếp theo, nhưng mà chứng khoán sẽ là nhóm ngành mà nó chạy giá đấy chị. Đấy, những con cổ phiếu như con MBS này. MBS ngày hôm nay nó là một cái phiên nó là một phiên test lại đáy và nó rút chân lên bên trên cũng khá là ổn đấy chị ạ. Đấy, ngày hôm nay nó test lại đáy đây đấy, rút chân lên thì có thể sang tuần con cổ phiếu của MBS nó sẽ tăng giá nhé, nó sẽ chạy giá đấy, thì rất có thể con MBS nó sẽ có một trạng thái tăng giá theo những con cổ phiếu khác, bởi vì những con cổ phiếu như SSI ngày hôm nay nó đã tạm thời bứt khỏi cái nền giá đây rồi này, hay con cổ phiếu của HCM ngày hôm nay cũng đã có những cái trạng thái là hướng lên bên trên này, những điểm mua cho chúng ta sẽ không có nha chị nhá. Đấy, HCM chúng ta cũng có những điểm mua đâu, anh chị có nên chị giữ và chúng ta có thể target ngắn hạn lên vùng giá khoảng 26 27 chị ạ. SHS thì nó vẫn đang tăng thôi, nhìn chung mình nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán bây giờ cũng rất là khó cho chúng ta những điểm mua. Đấy, BSI thì nó đang tích lũy đây không đấy, ngày hôm qua giảm cái vốn khá là to anh chị, nhưng mà nó đang tích lũy tạo cái nền giá đây thì nó cũng có cái khả năng sẽ đi tiếp chị nhá. VIX thì ngày hôm nay nó giảm xuống cái nó giảm xuống lớp gáp cái rút chân, thì anh chị em ta ngày hôm nay mà canh nó lớp gáp cho anh chị mua thì cũng được. Đấy, nó tăng giá cũng khá là tốt chị nhá. VIX này, MBS thì vừa phân tích rồi đúng không ạ? VND thì có thể là sẽ gặp về vùng cản ở khoảng giá 16.5. Con này đánh giá là sẽ gặp giá 16.5 này sẽ vất vả đấy, nó sẽ không đi được ngay đâu. Nha chị, chúng ta có đây chị canh chốt thôi. FTS thì tiếp tục tăng giá nhưng mà chúng ta cũng có những điểm mua chị này. SBS thì chúng ta cũng có những điểm mua chị nhá. VCI thì về cái vùng cản khoảng 33.5, thì ngày hôm qua có chị thấy nó giảm, nó hỏi có bán hay không, em bảo bán bây giờ khá là 50-50, bởi vì nó cũng chưa có gì xấu, thì ngày hôm nay chị giữ thì cũng có những cái khoản lãi trở lại, và có thể con này nó mà tốt thì nó bứt ra được khỏi đây ở tuần tới. Nhưng mà chứng khoán hiện tại thì em đang nhìn thấy là rất là khó để mua, có thì chị có thể vẫn giữ được thôi, còn mua mới thì em đánh giá là cũng khá là khó chị nhá. Đấy, AGR ngày hôm nay cũng là một cái phiên test cung của nó anh chị này. Đấy, thì có thể con AGR sang tuần tiếp theo sẽ chạy nhá. Ngày hôm nay chị mua được con cổ phiếu của AGR thì cũng được đó anh chị, ngày hôm nay mua thì em đánh giá là cũng được. VDS cũng đang test, đang có quá trình tạo cái mẫu hình hai đáy ở bên trên này. Đấy, nhưng mà có thể là sang tuần nó sẽ chạy tiếp thôi chị. Đấy, có thể là sẽ cân bằng lên một vài phiên nó sẽ chạy. Nhìn chung thì chứng khoán thì ngày hôm nay nếu như chị em chúng ta mà có mua thì em đánh giá là cũng được, nhưng mà để sang tuần tiếp theo mà mua nó sẽ khó hơn chị ạ. Nhìn chung là ngày hôm nay sẽ để mua khá là tốt cho nhiều cái dòng cổ phiếu anh chị ạ. Kể cả con APS ngày hôm nay cho chúng ta mà chấp nhận rủi ro mua thì em đánh giá cũng được, bởi vì nó có một trạng thái là test cung mà chị, đầu phiên nó giảm xuống bên dưới này và cuối phiên rút chân lên bên trên, hướng lên bên trên ấy, thì ngày hôm nay chị em chúng ta cũng có thể mua được con cổ phiếu của APS anh nhá. Thì rất dễ con APS này sang tuần nó vút cho một cây nữa thì rất là tuyệt vời nhá, vút cho cây nữa thì tài khoản của em lại lên 10%. Đấy, nhìn chung là mình phải cầm những con cổ phiếu khỏe. Thực ra dạo này thì em cũng cầm khá là nhiều cái dòng nhá, chứng khoán em cũng cầm này, thép em cũng cầm này, bất động sản em cũng cầm này. Đấy, và cái con cổ phiếu điện hôm qua em cũng cầm. Đấy, nói chung là cầm khoảng 6 cổ phiếu anh chị ạ. 6 cổ phiếu. Cũng khá là nhiều anh chị ạ. Bởi vì mình chia ra như vậy, các dòng thì hôm nay dòng này không tăng thì ngày mai có dòng kia tăng thì nó cũng khá là vui. Chứ chúng ta mà tập trung vào một dòng ấy, hay là hai dòng thì nhiều khi là nó cũng có nhiều lúc thì chúng ta cũng khá là buồn anh chị ạ. Đấy. Thì anh chị em chúng ta mà muốn xác định những cái nhóm cổ phiếu em đánh giá còn nhiều cơ hội, anh chị chúng ta tham gia vào chứng khoán của em thì liên hệ với em qua Zalo để anh chị em hướng dẫn anh chị em chúng ta cách gắn ID của em tại công ty chứng khoán VPS hay là TCBS, hoặc là anh chị có thể tham gia dưới hình thức dùng thu phí. Thì có nhiều anh chị vừa mới tham gia chứng khoán của em ngày hôm qua hôm kia thôi. Đấy, ngày hôm qua hôm kia thì anh chị đã có những cổ phiếu mua ngay rồi. Đấy là cái tính thời điểm anh chị ạ. Còn anh chị em chúng ta mà cứ lưỡng lự không tham gia thì có thể chúng ta lại đến khi mà lên trên cao anh chị mới cảm thấy là tham gia thì có khi nó lại muộn. Thì thực ra là tham gia với anh chị em chúng ta là em rất là muốn anh chị em chúng ta có thể kiếm được những cái khoản lợi nhuận bền vững trên thị trường anh nhá. Bởi vì anh chị theo dõi em, anh chị cũng biết được là cái phương pháp anh đưa cho anh chị em ta nó không hề liên quan đến việc này những cái điểm nổi em mới báo anh chị em chúng ta đâu, mà đó là những cái điểm mà nền giá. Đấy, đó là những cái điểm nền giá anh chị em chúng ta mua sẽ ít khi phải tranh giành với ai. Bởi vì khi nó anh chị có tăng, anh chị có đua lệnh ấy, thì nó may ra nó tăng lên được khoảng vài like thôi, tăng lên chưa đến 1-2%, chưa đến 1%, đấy thì chả phải tranh. Nhưng để đến khi điểm nổ rồi, anh chị thấy được nhiều người ta thích đánh điểm nổ ấy, nó có thể tăng lên 4-5% anh chị em chúng ta đua vào, mà nhiều khi chúng ta đua vào gặp phải tình trạng thị trường xấu một cái nó cụt đầu trở lại và chúng ta gặp rất nhiều rủi ro nhá. Đấy, thì làm sao mà anh chị em ta tìm ra cái phương pháp nó phù hợp và chúng ta mua nó bền vững, kiếm lợi nhuận nó thật là bền vững, thì đó là cái điều rất là quan trọng. Đấy, thì rất là hân hạnh nếu chúng ta có hội đồng hành với nhau. Và anh chị nhớ bỏ một chút thời gian ra
like video của em nhé, và anh chị nhớ đăng ký kênh để khi em lên những video tiếp theo anh chị sẽ là những cái người đầu tiên cập nhật những cái video đó. Thì rất là cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.